Xin chào anh em và chào mừng anh em đã trở lại với Tám Bóng Đá TV. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với màn soi kèo trận đấu giữa RB Leipzig và Celtic. Trận đấu diễn ra trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng bảng UEFA Champions League vào lúc 23:45 ngày thứ 3, mùng 4 tháng 10 trên sân vận động Red Bull Arena tại Leipzig. Đây sẽ là lần thứ 3 mà Celtic và Leipzig đụng độ nhau tại Cúp châu Âu. Hai lần đụng mặt trước của hai đội diễn ra tại Europa League và đây mới là lần đầu tiên cặp đấu này diễn ra tại C1. Trong hai trận đấu trước, mỗi đội có cho mình một trận thắng. Ở bảng đấu của hai đội hiện tại, Celtic đang tạm đứng trên Leipzig ở vị trí thứ 3 sau khi giành được một điểm, còn Leipzig hiện đang bết bảng khi toàn thua ở hai lượt trận đầu tiên. Leipzig hiện đang có phong độ cực kỳ thất thường dù sở hữu một hàng phòng thủ chất lượng. Đương kim vô địch Cúp Quốc gia Đức đã thua tới 3 trên tổng số 5 trận gần đây nhất và chỉ giành vỏn vẹn 2 chiến thắng mà thôi. Tuy nhiên, tinh thần của bò đỏ cũng đã được kéo lên đôi chút khi trong trận đấu gần đây nhất, Leipzig đã có chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Bochum tại sân nhà. Tuy nhiên, như vậy là chưa đủ để vớt vát cho chuỗi thành tích tệ hại. Bò đỏ hiện đang xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng, chỉ giành được 3 trận thắng, hòa 2 và đã thua tới 3 trận. Hàng công của Diogo Ten Boulen vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình với 13 bàn sau 8 trận đã đấu. Tuy nhiên, công làm thì thủ phá. Hàng thủ của Leipzig đã để lọt tới 12 bàn. Phong độ tệ hại này lý giải cho việc Leipzig đã thua tới 3 trên 5 kèo gần đây nhất. Kèo tài của Leipzig nổ rất to khi họ đã có chuỗi 6 trận nổ tài liên tiếp. Celtic dù là đội bóng lót đường ở C1 nhưng lại đang là ông vua ở giải quốc nội. Đội bóng áo xanh trắng hiện đang đua quyết liệt với Rangers cho ngôi vương ở Premiership năm nay. Sau 8 trận đã đấu, thành tích của họ vượt trội với 7 trận thắng và 1 trận thua. Hàng công của Celtic đang cực kỳ thăng hoa tại giải Scotland khi họ đã 27 lần nã thủng lưới đối phương. Công cường thủ chắc, Celtic mới chỉ để lọt lưới 4 bàn. Tính ra cứ 2 trận họ mới để lọt lưới 1 lần. Một thành tích tương đối ấn tượng, mặc dù đang có phong độ ổn định, thế nhưng Celtic đã để thua kèo trong 4 trên 5 trận gần đây nhất. Và trong 5 trận đấu này, có 3 trận nổ tài và 2 trận nổ xỉu. Với chuỗi nổ tài của Leipzig cùng 3 trên 5 trận nổ tài gần đây nhất của Celtic thì đi kèo tài là một lựa chọn hợp lý. Mức chấp nhà cái đưa ra là Leipzig chấp 1,25. Với phong độ yếu kém hiện tại của Leipzig ở cả Bundesliga lẫn Champions League thì có lẽ họ cũng không thắng cách biệt từ 2 bàn trở lên và Celtic là đội xứng đáng để chúng ta đặt chọn niềm tin. Dự đoán Leipzig sẽ hòa 2 đều với Celtic ngay trên sân nhà. Trên đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc cho anh em sẽ có một lựa chọn thật sáng suốt khi đặt cược vào hai trận đấu này. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh của Tám Bóng Đá TV để cập nhật sớm nhất các kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nước nhé. Xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.